thưa quý vị, 40 năm qua, dưới sự cầm quyền của Cộng sản Việt Nam, người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong đời sống hiện tại. Họ bị trù dập, bị ngược đãi, bị phân biệt đối xử. Họ như những chiếc bóng bên lề xã hội của một đất nước gọi là vạn lần dân chủ của Cộng sản. Ngày nay, hai nước cựu thù Việt-Mỹ đã thân thiết và hàn gắn mọi vết thương chiến tranh. Nhưng những người thương phế binh khốn khó của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn hằng ngày chiến đấu để sống còn trên chính quê hương xứ sở của mình. Đó là lý do của chương trình Đại Nhạc Hội Tri Ân Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức tại Úc Châu. Có làm lính mới cảm thông cho kiếp lính nghiệt ngã đoạn trường. Có làm dân thời ly loạn mới biết được thế nào là mạng sống của con người. Vì vậy, việc giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa luôn là nỗi lòng, là những trăn trở mà bằng cách này hay cách khác, người Việt tại hải ngoại đã có những chương trình lớn như Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh hàng năm được tổ chức tại California, tại từng tiểu bang, trong từng cộng đồng và trong mỗi binh chủng của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng có những buổi gây quỹ để ủng hộ. Dạ thưa, cái mục đích của chúng tôi khi đứng ra tổ chức cái Đại Nhạc Hội Tri Ân Người Thương Phế Binh như thế này, chúng tôi đã trình bày qua rất nhiều cơ quan truyền thông và rất nhiều lần là chúng tôi nhân cái dịp xuân về, là cái điều thứ nhất chúng tôi muốn có một chút quà. Theo cái ý Việt Dũng viết một cái bài hát gọi là một chút quà cho quê hương, thì chúng tôi muốn có một chút quà để gửi về cho các thương phế binh, và chúng tôi đặt tên của chương trình này là một chút quà cho thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi hy vọng cái chương trình này chúng tôi sẽ nhận được sự đóng góp của đồng hương của khắp nơi trên thế giới, mà nhất đặc biệt là ở Sydney và Úc Châu, để chúng tôi có một chút gì đó chúng tôi gửi về để giúp đỡ những anh em thương phế binh đã sống khốn khổ, lầm than và tủi nhục 40 năm nay. Chúng tôi hợp tác với mấy anh em hội thương phế binh để mà cùng nhau tổ chức gây quỹ ủng hộ sỏi vàng thương phế binh. Quý vị quan khách ta ủng hộ tiền cho thương phế binh. Cái lý do mình cũng rất dễ hiểu, bởi vì tôi là người Việt Nam, người tị nạn. Tình ra luôn luôn đó, chúng ta phải nhớ ơn những người lính của Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì họ đã hy sinh một phần thân thể để cho chúng ta sống được yên lành. Và chính là họ là cái người đã giữ cái đất nước Việt Nam của chúng ta, miền Nam Việt Nam chúng ta, nhưng mà bị vì cái vận mệnh của đất nước, thành ra chúng ta phải thua và phải ra đi thôi. Tuy là nói cuộc chiến đã dứt rồi, nhưng mà tôi nghĩ là chưa đâu. Mình còn, và giờ mình sẽ trở lại Việt Nam. Chúng ta ngày nay, dù đang ở đâu trên trái đất này, không nhiều thì ít, không trực tiếp thì gián tiếp, cũng mang ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã một thời hy sinh để chúng ta được sống còn lành lặn và hạnh phúc. Nên chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Ở tại New South, chúng tôi thì cái việc làm việc giữa cộng đồng và hội cựu quân nhân rất là chặt chẽ. Và tôi biết là hôm nay ban chấp hành cộng đồng cũng như là hội thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phối hợp với nhau để mà làm việc. Và như quý vị cũng đã thấy, số người tham dự rất là đông đảo, và cái sự hưởng ứng của đồng hương trong cộng đồng Việt Nam ở tại đây, ngoài cái việc mà tham dự cái buổi đại nhạc hội tối hôm nay, thì cũng có rất nhiều người đã đóng góp vào trong những cái lần mà gây quỹ vừa qua. Cá nhân của tôi cũng là một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi nghĩ rằng đây là cái bổn phận chung của tất cả mọi người đối với lại các anh em thương phế binh còn ở lại quê nhà. Và đây cũng không phải lần đầu tiên mà cộng đồng ở đây đã tổ chức cái việc gây quỹ này. Những năm trước đây cũng đã có tổ chức, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà bên SBTN đã hỗ trợ để có một cái buổi đại nhạc hội quy mô như ngày hôm nay. Không những Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada, Pháp hay Đức, mà ngay cả những tổ chức tôn giáo trong nước như Dòng Chúa Cứu Thế cũng đều hướng về những thân phận kém may mắn của các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại quê nhà. Một lần nữa, xin ngã nón nghiêng mình tri ân những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã một thời hy sinh thân mình để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Chúng tôi thì thế hệ một rưỡi có theo mà
thế hệ tại Úc Châu. Tuy nhiên chúng tôi là hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ba chúng tôi là đi sĩ quan cho không quân. Thì sau 1975 thì khi mà chúng ta mất nước thì lẽ nhiên ai cũng buồn, và đặc biệt trong những người tị nạn Cộng sản Việt Nam như chúng ta. Tuy nhiên thì những người như là quân đội của Hoàng gia Úc thì khi mà họ qua đây thì họ có sự cô đơn và ngược đãi của xã hội Úc bây giờ. Và đối với chúng tôi thì những người thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sự cô đơn và buồn thì còn gấp nhiều lần hơn nữa. Đặc biệt trong một cái chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam ngược đãi họ, và họ sống trong sự cô đơn. Và tuy nhiên cái ngày hôm nay để mà tri ân những người thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi hy vọng là những người thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam thì họ cũng biết được cái tình và cái suy nghĩ chúng ta dành cho họ trong những năm còn lại tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thì mình là một người sinh ở Việt Nam, tuy nhiên thì lớn lên ở Úc. Mình sinh hoạt rất là gần gũi với cộng đồng Việt Nam ở tại Sydney. Và cái động lực nó rất là đơn giản thôi, là mình là một người đã có cái may mắn được đi định cư ở nước ngoài sau cái biến cố 30 tháng 4. Và cái sự trách nhiệm cũng như là cái bổn phận của chúng ta phải ủng hộ lại, giúp đỡ lại những người đã kém may mắn, những anh hùng đã giúp đỡ cho miền Nam Việt Nam. Vì vậy chúng tôi đã đến và tham dự cái buổi đại nhạc hội tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa tối hôm nay. Theo cá nhân chúng tôi thì đây là không phải là chỉ giới trẻ mà thôi. Tuy nhiên dĩ nhiên tất cả các người Việt Nam sống ở hải ngoại phải làm một cái việc gì đó, là cũng như là gửi món quà nho nhỏ về cho những các chú các bác đã kém cái may mắn mà bị những cái thương tật sau trong cái thời gian chiến tranh ở Việt Nam, để giúp đỡ cho họ để có được một cái cuộc sống tương đối nào đó ở cái cuối cuộc đời. Em được biết tới chương trình là để ủng hộ cho những người thương phế binh trước đây là người ta đã hy sinh cái tuổi trẻ của người ta. Thì bây giờ thì tụi em lớn lên có điều kiện hơn, thì tụi em chỉ muốn góp một cái phần nhỏ để cho giúp đỡ những cái người thương phế binh trước đây để cho cái hoàn cảnh họ được tốt hơn. Với tư cách là một người cựu chủ tịch trong cộng đồng ở đây, cũng như là một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm xưa, thì tôi cũng tha thiết mời gọi tất cả quý đồng hương, những ai mà năm nay không có cái cơ hội để mà tham dự cái đêm đại nhạc hội này, thì hy vọng là năm tới chúng ta sẽ cố gắng thu xếp để tham dự. Và tôi nghĩ là đây là cái bước đầu tiên, và có thể những năm sau chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức những cái đại nhạc hội này để gây quỹ hỗ trợ cho các thương phế binh còn lại quê nhà. Nếu mà cứ tính tuổi trung bình thì những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm nay cũng đã khoảng 70, như ở vào cái tuổi của tôi chẳng hạn, thì tôi nghĩ là anh em cũng chỉ còn sống được khoảng 10 năm nữa. Cho nên là ngày nào mà chúng ta còn có thể hỗ trợ được cho họ thì chúng ta cố gắng. Chị có lời gì cho khán giả Úc Châu hôm nay hay không? Có rất là nhiều, kính thưa quý vị. Khi mà đi từ một nơi lạnh thật là lạnh qua một nơi nóng thật là nóng, thì cái khí hậu nó cũng làm cho mình cũng hơi thay đổi trong con người. Tuy nhiên thì đối với chị Quyên thì nhìn những khán giả cũng như là các quý vị ở Úc Châu thì cái tình đó nó vẫn nồng ấm, không có gì là thay đổi hết. Rồi trong cái thời gian qua bên đây thì được cái sự tiếp đón cũng như là cái sự thân yêu của quý vị khán giả của Úc Châu đối với lại đài SPTN. Riêng cá nhân của chị Quyên thì xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn luôn ủng hộ cho SPTN. Destiny, tường trình từ Whitlam Leisure Center, Liverpool, Australia.